thích em thì anh hãy not what I need. Mai qua em xem kéo vài tay báo hút. Hết giờ mọi người ơi, ai chiên em cuối like. Trời ơi, cả like không một chú bò luôn. Các anh sao vậy? Mọi người định cuối like gấp với bất ngờ đúng không? Chẵn sắp đôi. Dạ không, em qua bên FFC đó anh. Bên live bet á, bên sổ số bài á. Loto thì chưa biết. Loto chắc ngày kia. Ok chị Tuyết. Giống con là Ori ngồi á. Khóc nhé em người ơi, tình mình giờ đây chưa nói. Hơn cả với thiên đường. Chán sắp đôi chứ. Lộn nè. Nghe mời. Nghe mà. Đúng rồi. Anh em nghĩ nên chơi mấy cái trò vốn nhỏ ấy. Anh hay biết lắm. Trời ơi. Tồn tồn nhưng mà ton. Lệ hồn. Lẻ là em hô tay đi. Lẻ lóc thứ. Làm tay chốt lại. Thế anh ơi, anh còn đây không? Có ai chi ân em cuối like không? Húp lẻ cho em. Quật chó. Lụm nói cho em. Xứng đáng có bò không anh em? Thầy nhà mình ơi. Canh đâu rồi? Em cảm ơn Mr. Tăng. Tăng tăng tăng. Phải là ba đỏ em cả ấp sọt. Xóa lơ ghê ấy. Chẵn đây. Chẵn tài cho tôi. Dạ, em chào anh Việt Hà, cảm ơn anh. Lụm chẵn cho tôi. Đúng rồi, bên đấy hơi khó chơi chọc ơi. Cảm ơn Sơn. Lên bò anh em ơi, xứng đáng có bò. Không bàn cãi gì thêm nữa ạ. Cái đó bắt chạm, bắt tài xỉu. Cảm ơn Mộc. Cuối lại anh. Lẻ anh ơi, lót tứ ạ. Chốt cho em một con bò đấy các anh. Chốt đơn đi. Em về đây mọi người ơi. Mọi người lại chơi may mắn nhé. Đêm gặp lại mọi người ạ. Húp cái lẻ cho em. Xứng đáng có bò chưa? Chẳng lẽ vẫn chưa xứng à? Giận luôn. Cảm ơn Mộc một chú bò mọi người. Chia tay cuối like nào. Cảm ơn Sơn. Cảm ơn Huy. Huy cứu em một chú đi Huy ơi. Xin một cái lễ hội đi. Anh 330m chẳng lẽ không xứng đáng có một cái lễ hội đó. Chẵn tài tiếp nè. Em chào chọc nha. Húp chẵn nha em. Xứng đáng có lễ hội cho mọi người. Trời ơi. Cả like đẳng cấp như thế này mà chỉ có một con bò. Tại sao? Chúc mọi người lại chơi may mắn nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em cả một ngày hôm nay. Bye bye anh nhá. Đêm gặp lại em ạ. Hello mọi người, chúc mọi người hút phu trong like của Lina. Mm-hmm.
Hớp lẻ luôn. Đúng ba đỏ luôn. Hớp anh ơi. Anh chị đã hớp tê lẻ không ạ? Hú lẻ sao mấy. Cảm ơn anh Mộc. Đang cầu 11 hả? Đang cầu 11 nè. Thắng ạ, đúng cầu 11 luôn. Đúng cầu 11 luôn. Do chị là em thua tan nát hả? Hả? Đó, chẳng là em thua tan nát. Ok, em xin lỗi. Tiếp tục nào mọi người. Hớp lẻ luôn anh tự kỷ. Xin bẻ hả? Ủa sao xin bẻ? Vẫn cầu 11 mà, sao bẻ được mọi người? Đang 11 tự nhiên bẻ vậy trời. Anh ơi, tự kỷ ơi, đừng bẻ cầu được không? Có ai đánh được cầu 11 đâu mọi người. Cầu đang đẹp mà. Anh tự kỷ đánh gì ạ? Mọi người đánh gì ạ mọi người? Húp lẻ ạ. Đây mới bẻ này. Chậm kinh một tay bẻ cầu này mọi người. Bàn bê toác hả? Lẻ tay ba đỏ. Cầu đẹp quá nè mọi người ơi. Lên quá cho bé đi mọi người. Lên cho em món quà nhỏ nhỏ đi cả nhà. Gãy phu hay mờ hả?